Sáng 14 tháng 4, tức mùng 10 tháng 3 âm lịch, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và một số tỉnh thành cùng đông đảo người dân dự lễ dâng hương tưởng niệm các vua hùng tại đền thượng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. Đúng 6 giờ sáng, trong không khí trang nghiêm, thành kính, tiếng nhạc lễ âm vang, đoàn dân hương bắt đầu khởi hành từ sân trung tâm lễ hội để lên đền thượng. Trong thời khắc thiêng liêng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu đã thành kính dân hương hoa, lễ vật tri ân và tưởng nhớ công đức các vua hùng, cầu mong xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ, vạn đại trường tồn, đất nước bình an, phát triển vững mạnh hùng cường. Còn tại khu tưởng niệm các vua hùng, công viên lịch sử văn hóa dân tộc quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương do Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu khẳng định: "Nhớ ơn tổ tiên và bao thế hệ cha anh đi trước, không có gì hơn là sự nỗ lực phấn đấu không ngừng trong cuộc sống, lao động, học tập để xứng đáng làm người kế thừa, lớp hậu sinh, tập trung nâng cao tinh thần thi đua lao động sáng tạo, góp phần vào công cuộc kiến tạo, phát triển, hội nhập của đất nước, của thành phố." Trong tin nhắn điện thoại gửi cho hãng Kyodo, luật sư Natransai cho hay, cơ quan quản lý các nhà tù ở Malaysia đã khẳng định Đoàn Thị Hương, 30 tuổi, sẽ được thả khỏi trại giam nữ phạm nhân ở Kazan, ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur vào ngày 3 tháng 5 tới. Ông Salim Bashir, một luật sư khác của Đoàn Thị Hương cũng đã xác nhận tương tự và cho biết Đoàn Thị Hương đang rất vui và đang chờ bay về Hà Nội. Trước đó, trong phiên tòa xét xử vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Song Nam năm 2017, vào đầu tháng 4 vừa qua, Đoàn Thị Hương bị cáo buộc tội danh cố ý gây thương tích bằng các phương tiện nguy hiểm, bị tuyên án 3 năm 4 tháng tù thay vì tội danh giết người. Chiều tối 13 tháng 4, hàng trăm cán bộ chiến sĩ biên phòng và cảnh sát thuộc nhiều lực lượng đã bao vây nhiều căn nhà ở quận 6, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh An Giang, bắt giữ băng nhóm cùng nhiều loại ma túy, chất gây nghiện, thực hiện kế hoạch của Đoàn đặc nhiệm biên phòng miền Nam Đoàn 3, phối hợp với Cục C04 Bộ Công an đấu tranh chuyên án ma túy 119C với đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy từ Campuchia về Việt Nam qua địa bàn biên giới tỉnh An Giang tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Do đối tượng Nguyễn Thanh Huy, trú tại hẻm 115, Nguyễn Thị Tần, phường 2, quận 8, cầm đầu vừa bị triệt phá. Theo đó, từ ngày 8 đến 13 tháng 4, lực lượng phối hợp đã tiến hành theo dõi giám sát mọi di chuyển, biến động của các đối tượng trong đường dây từ cửa khẩu Long Bình, tỉnh An Giang về đến thành phố Hồ Chí Minh. Vào lúc 16 giờ ngày 13 tháng 4, nhận định thời cơ phá án đã đến, ban chuyên án ra lệnh đồng loạt bắt, khám xét các đối tượng nhà ở tại xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang, thuộc địa bàn đồn biên phòng Đồng Đức và 4 địa điểm tại các quận 6, quận 8 ở thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến 22 giờ khuya cùng ngày, lực lượng chức năng đã tạm giữ 6 đối tượng, thu giữ hơn 17 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 31.500 viên ma túy tổng hợp và 2 kg ketamin. Vừa qua, một đoạn video trích xuất từ camera tại cơ sở mầm non tư thục Đồ Trì Mi, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh được chia sẻ trên mạng xã hội đã gây bất bình dư luận. Theo hình ảnh từ camera ghi lại vào trưa 11 tháng 4, có khoảng 20 trẻ nhỏ đang được hai nữ nhân viên trẻ chiếu dưới nền nhà để ngủ trưa. Hai nữ nhân viên này lại túm lôi nhiều trẻ bắt nằm xuống chiếu, thậm chí có bé còn bị cầm cánh tay quăng xuống chiếu bắt nằm ngủ. Video ghi lại nhiều tiếng khóc thét của các bé. Ngày 13 tháng 4, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Ninh cho biết đã đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non này để điều tra làm rõ việc hai nữ nhân viên cầm tay quăng trẻ xuống chiếu trên nền nhà. Những ngày qua, cá nuôi lồng bè trên sông Trạng, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục chết với số lượng lớn, khiến ngư dân thiệt hại hàng tỷ đồng. Theo đó, từ đầu tháng 4 2019 cho tới nay, cá nuôi lồng bè tại một số hộ có hiện tượng bỏ ăn, nổi dầu và chết hàng loạt với tổng khối lượng ước tính khoảng 40 tấn. Loại cá chết chủ yếu là cá bớp, thương phẩm có trọng lượng từ 3 đến 5 kg và đang được thương lái thu mua với giá từ 120.000 đồng đến 150.000 đồng một kg. Kết quả phân tích mẫu cá chết cho thấy có sự hiện diện của ký sinh trùng quả dưa với mật độ cao, nên cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân cá chết có thể do ký sinh trùng quả dưa bám trên mang cá, dẫn đến hạn chế quá trình hô hấp và khi con nước kém thiếu oxy cục bộ, dẫn đến cá bỏ ăn và chết. Chi cục thủy sản tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khuyến cáo người dân nên thu hoạch cá thương phẩm, đồng thời vệ sinh lồng bè và giảm mật độ nuôi trồng để hạn chế tình trạng dịch bệnh khiến cá chết hàng loạt.
chính thức cán mốc doanh thu hơn 200 tỷ đồng và hiện doanh thu còn tiếp tục tăng. Ngay sau thành công của Hai Phượng, Ngô Thành Vân vừa bất ngờ giới thiệu dự án điện ảnh tiếp theo, Thành Sói phần 2 của Bom Tấn Hai Phượng. Dự án bắt đầu bằng buổi casting diễn viên vào đầu tháng 6 tới. Nội dung bộ phim vẫn chưa được Ngô Thành Vân tiết lộ nhiều, ngoài việc đây là câu chuyện kể về cuộc đời Thành Sói, nữ ác nhân giang hồ lúc còn trẻ, với câu khẩu hiệu "Nỗi đau khiến con người thay đổi". Ngô Thành Vân cho biết, với mong muốn tìm kiếm được một thế hệ diễn viên trẻ đầy triển vọng cho dòng phim hành động tại Việt Nam để có thêm những đả nữ mới. Đại sứ Đức tại Liên Hợp Quốc Christoph Hauchin, chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho biết, năm quốc gia châu Âu là thành viên của hội đồng đã đề nghị tổ chức họp đánh giá về tình hình tại Sudan. Trả lời báo giới sau phiên thăm vấn kín của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đại sứ Hauchin cho biết hội đồng có thể tổ chức một cuộc họp về Sudan vào ngày 15 tháng 4 nếu tình hình trở nên nghiêm trọng. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer thừa nhận Manchester United đã rất may mắn khi giành chiến thắng 2-1 trước West Ham tại Old Trafford đêm thứ Bảy. Manchester United tạm vươn lên vị trí thứ 5 sau chiến thắng 2-1 nhờ cú đúp bàn thắng từ chấm phạt đền của Paul Pogba. Huấn luyện viên Solskjaer và các học trò sẽ du hành đến Barcelona vào thứ Ba trong nỗ lực xoay chuyển tình thế khi đã thua 0-1 trên sân nhà ở lượt đi tứ kết Champions League.